Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 3. Bây giờ, chúng ta trở lại bắt đường Ba San đi lên. Óc, vua Ba San và cả dân sự người ra đón chúng ta đặng giao chiến tại Edrei. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, ngươi chớ sợ, vì ta đã phó người, cả dân sự và xứ người vào tay ngươi. Ngươi sẽ làm cho người như ngươi đã làm cho Si-hôn, vua Amorit ở tại Hết-bôn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta cũng có phó vào tay chúng ta Óc, vua Ba-san và cả dân sự người. Chúng ta có đánh bại người đến chừng không còn lại một ai. Trong lúc đó, chúng ta chiếm lấy các thành của người. Không có thành nào mà mình không chiếm lấy, tức là 60 cái thành và toàn miền Ạt Gốp là nước của Óc trong xứ Ba-san. Các thành này vốn là đồn lũy có vách cao, cửa và cây gài. Cũng có lấy những thành không có vách rất nhiều. Chúng ta khấn vái tận diệt các thành này như chúng ta đã làm cho Si-hôn, vua Hết-bôn, tức là khấn vái diệt hết các thành, các người nam, người nữ và con trẻ. Nhưng chúng ta chiếm lấy về phần mình hết thảy súc vật và hóa tài của các thành ấy. Vậy, trong lúc đó, chúng ta chiếm lấy của hai vua Amorit xứ bên kia sông Giô-đanh, từ khe Ạc Nôn đến núi Hẹt Môn. Dân Sidon gọi núi Hẹt Môn là Sirion, còn dân Amorit đặt tên là Senir. Các thành của đồng bằng, toàn Galaad và toàn Ba-san cho đến Sanca và Edrei là hai thành của nước Óc trong Ba-san. Vì về dân tộc Rephaim, chỉ có một mình Óc, vua Ba-san còn lại. Này, cái giường bằng sắt của người há chẳng còn tại Rabba, thành của con cháu Amon sao? Bề dài giường là 9 thước, bề ngang 4 thước, theo thước tay người nam. Vậy, trong lúc đó, chúng ta chiếm lấy xứ này. Ta cho người Ruben và người Gác từ xứ Aroe ở trên khe Ạc-nôn và phân nửa núi Galaad cùng các thành của nó. Ta cho phân nửa chi phái Manasse phần còn lại của núi Galaad và toàn Ba-san nước của Óc, tức là cả miền Ạt Gốp cùng toàn Ba-san vậy. Miền ấy gọi là xứ Rephaim. Giai-rơ, con trai Manasse, chiếm lấy cả miền Ạt Gốp cho đến giới hạn dân Ghê-su-rít và Ma-ca-thít, đặt tên mình cho các thôn xứ Ba-san là thôn Giai-rơ đến ngày nay hãy còn. Ta cũng cho Ma-ki xứ Galaad. Về người Ruben và người Gác, ta cho phần Galaad có ranh ở giữa khe Ạc-nôn cho đến khe Gia-bốt là giới hạn của con cháu Ammon, luôn với đồng bằng Giô-đanh từ Kinneret tới biển của đồng bằng, tức là biển mặn dưới triền núi Phích-ga về phía đông. Và trong lúc đó, ta truyền lệnh này cho các ngươi mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi có phó xứ này cho các ngươi đặng nhận lấy làm sản nghiệp. Hết thảy những chiến sĩ trong các ngươi phải cầm binh khí đi qua trước anh em mình là dân Israel. Chỉ những vợ, con trẻ và súc vật các ngươi. Ta biết rằng các ngươi có nhiều súc vật, sẽ ở lại trong những thành mà ta đã cho các ngươi, đến chừng nào Đức Giê-hô-va cho anh em các ngươi sự an nghỉ như mình, và anh em cũng nhận được xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho họ tại phía bên kia sông Giô-đanh. Đoạn, mọi người trong các ngươi sẽ trở về sản nghiệp mình mà ta đã ban cho các ngươi. Đang lúc ấy, ta cũng truyền lệnh này cho Giô-suê mà rằng: mắt ngươi có thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho hai vua này. Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy cho các nước nào mà ngươi sẽ đi qua. Đừng sợ các nước đó, vì chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi tranh chiến cho các ngươi. Trong lúc này, ta cầu khẩn cùng Đức Giê-hô-va mà rằng: lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa đã khởi tỏ cho kẻ tôi tới Chúa sự oai nghiêm lớn
và cánh tay quyền năng của Chúa. Vì trên trời dưới đất há có thần nào làm được việc và công sự quyền năng giống như của Chúa chăng? Tôi xin Chúa cho phép tôi đi qua xem xứ tốt tươi, núi đẹp đẽ này và Liban ở bên kia sông Giô-đanh. Nhưng Đức Giê-hô-va bởi cớ các ngươi nổi giận cùng ta, không có nhận lời ta, bèn phán rằng: thôi, chớ còn nói về việc này cùng ta nữa. Hãy đi lên chót Phích-ga, ngước mắt ngươi lên về hướng tây, hướng bắc, hướng nam và hướng đông mà nhìn xứ ấy, vì ngươi sẽ không đi ngang qua sông Giô-đanh này đâu. Xong, hãy truyền mạng lệnh cho Giô-suê, làm cho người vững lòng bền chí, vì ấy là người phải đi qua trước mặt dân này, khiến chúng nhận lấy xứ mà ngươi sẽ thấy. Ấy vậy, chúng ta có ở trong trũng, đối ngang Bết-phê-o. Chương 4. Hỡi Israel, bây giờ hãy nghe những mạng lệnh và luật lệ mà ta dạy các ngươi. Hãy làm theo để các ngươi được sống và vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi nhận được. Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền. Nhân dịp của ba anh Phê-o, mắt các ngươi đã thấy điều Đức Giê-hô-va đã làm, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có diệt khỏi giữa ngươi mọi kẻ tin theo ba anh Phê-o. Còn các ngươi là những kẻ vẫn theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, ngày nay hết thảy còn sống. Này đây, ta đã dạy các ngươi những mạng lệnh và luật lệ y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta đã phán dặn ta, để các ngươi làm theo ở giữa xứ mình sẽ vào đặng nhận lấy. Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mạng lệnh và luật lệ này, vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc. Họ nghe nói về các luật lệ này sẽ nói rằng, dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai. Vả chăng, há có dân lớn nào mà có các thần mình gần như chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời gần chúng ta mọi khi chúng ta cầu khẩn Ngài chăng? Lại, há có nước lớn nào có những mạng lệnh và luật lệ công bình như cả luật pháp này mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi chăng? Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mình, e ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng một ngày nào của đời ngươi những điều đó lìa khỏi lòng ngươi, phải dạy cho các con và cháu ngươi. Hãy nhớ ngày ngươi chầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại Hô-rép, khi Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: hãy nhóm hiệp dân sự để ta khiến chúng nghe lời ta, hầu cho tập kính sợ ta đang lúc họ còn sống nơi thế thượng, và dạy lời đó cho con cái mình. Vậy các ngươi lại gần và đứng dưới núi, vả núi cả lửa cháy cho đến tận trời, có sự tối tăm, mây mịt mịt và đen kịt. Từ trong lửa Đức Giê-hô-va phán cùng các ngươi. Các ngươi nghe một tiếng nói nhưng không thấy một hình trạng nào, chỉ nghe một tiếng mà thôi. Ngài ra truyền cho các ngươi biết sự giao ước của Ngài, tức là 10 điều răn, khiến các ngươi gìn giữ lấy, và Ngài chép 10 điều răn ấy trên hai bảng đá. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va cũng phán dặn ta dạy các ngươi những mạng lệnh và luật lệ để các ngươi làm theo tại trong xứ mà mình sẽ đi vào nhận lấy. Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình cho lắm, vì các ngươi không có thấy một hình trạng nào trong ngày Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi từ nơi giữa lửa phán cùng các ngươi tại Hô-rép. E các ngươi phải làm hư hoại cho mình chăng, và làm một tượng chạm nào, tạo hình trạng của tà thần nào, hoặc hình của người nam hay người nữ, hoặc hình của con thú nào đi trên đất, hoặc hình của vật nào có cánh bay trên trời, hoặc hình của loài côn trùng nào bò trên đất, hay là hình của con cá nào ở trong nước dưới đất. Lại, e khi ngươi ngước mắt lên trời thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tức là toàn cả thiên binh, thì ngươi bị quyến dụ quỳ xuống trước các vị đó và thờ lại các tinh tú này, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chia phân cho muôn dân dưới trời chăng? Còn các ngươi, Đức Giê-hô-va đã chọn và rút các ngươi khỏi lò lửa bằng sắt kia là xứ Ai Cập, để các ngươi thành một dân riêng của Ngài, y như các ngươi đã là điều đó ngày nay. Đoạn Đức Giê-hô-va vì cớ các ngươi nổi giận cùng ta có thề rằng:
ta không được đi ngang qua sông Giô-đanh và chẳng đặng vào xứ tốt đẹp mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, vì ta phải chết trong xứ này, không đi ngang qua sông Giô-đanh được. Nhưng các ngươi sẽ đi qua và nhận lấy xứ tốt đẹp ấy. Khá cẩn thận giữ lấy mình, chớ quên sự giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã lập cùng các ngươi, và chớ làm tượng chạm nào, hình của vật nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cấm. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi như một đám lửa tiêu cháy và là Đức Chúa Trời hay kỵ tà. Khi các ngươi sẽ có con cùng cháu và khi đã ở lâu trong xứ rồi, nếu các ngươi làm bại hoại mình, làm tượng chạm nào, hình của vật chi mặc dầu mà hành ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi để chọc Ngài nổi giận, thì ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng quyết cho các ngươi rằng các ngươi sẽ chết vội và khuất mắt khỏi xứ mà mình sẽ đi nhận lấy tại bên kia sông Giô-đanh. Các ngươi chẳng ở đó lâu dài đâu, nhưng sẽ bị tận diệt. Đức Giê-hô-va sẽ tản lạc các ngươi trong các nước, chỉ còn lại số nhỏ trong các nước mà Đức Giê-hô-va sẽ dẫn các ngươi vào. Ở đó các ngươi sẽ cúng thờ những thần bằng cây và bằng đá, là công việc của tay loài người làm nên, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng ăn, cũng chẳng ngửi. Ở đó ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp. Khi ngươi bị gian nan và các việc này xảy đến cho ngươi, bây giờ trong ngày cuối cùng ngươi sẽ trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và vâng theo tiếng Ngài. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là Đức Chúa Trời hay thương xót, sẽ không bỏ ngươi và không hủy diệt ngươi đâu, cũng chẳng quên sự giao ước mà Ngài đã thề cùng các tổ phụ ngươi. Vậy, ngươi hãy hỏi học về thời kỳ có trước ngươi, từ ngày Đức Chúa Trời dựng nên loài người trên đất, từ góc trời này đến góc trời kia. Nếu bao giờ có xảy ra việc nào lớn dường ấy, hay là người ta có nghe sự chi giống như vậy chăng? Tức là, há có một dân tộc nào nghe tiếng Đức Chúa Trời từ trong lửa phán ra như ngươi đã nghe mà vẫn còn sống chăng? Hay là Đức Chúa Trời há có cậy lấy sự thử thách, dấu kỳ, điềm lạ, chiến tranh, cánh tay quyền năng giơ thẳng ra, cùng cậy công sự to tát và gớm ghê, đặng thử đi chiếm một dân tộc cho mình ở giữa một dân tộc khác, như mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho các ngươi tại xứ Ê-díp-tô dưới mắt mình chăng? Ngươi đã chứng kiến mọi điều đó để nhìn biết rằng Giê-hô-va ấy là Đức Chúa Trời, chớ không ai khác hơn Ngài. Ngài từ trên trời khiến cho ngươi nghe tiếng Ngài để dạy ngươi. Trên đất, Ngài khiến cho ngươi thấy đám lửa lớn Ngài, và từ trong lửa, ngươi có nghe lời Ngài phán ra. Bởi vì Ngài yêu mến các tổ phụ ngươi, nên chọn lấy dòng dõi các người ấy, và chính Ngài nhờ quyền năng lớn mình rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, đặng đuổi khỏi trước mặt ngươi những dân tộc lớn hơn và mạnh hơn ngươi, đặng đưa ngươi vào xứ của dân đó và ban cho làm sản nghiệp, y như điều ấy xảy đến ngày nay. Vậy, ngày nay hãy biết và ghi tạc trong lòng ngươi rằng Giê-hô-va ấy là Đức Chúa Trời trên trời cao kia và dưới đất thấp này, chẳng có ai khác. Hãy giữ những luật lệ và điều răn của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi, hầu cho ngươi và con cháu ngươi đều có phước ở lâu dài trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi mãi mãi. Mô-sê bèn biệt ra ba cái thành ở bên kia sông Giô-đanh về hướng mặt trời mọc, để kẻ sát nhân vô ý giết người lân cận mình mà không có ghét trước được thế trốn tránh và ẩn núp trong một của các thành này và được sống. Ấy là Bết-xe nơi rừng vắng trong xứ đồng bằng để cho người Ru-bên, Ra-mốt nơi Ga-la-át để cho người Gác, và Gô-lan nơi Ba-san để cho người Ma-na-xe. Này là luật pháp mà Môi-se đặt trước mặt dân Israel. Này là chứng cớ, mạng lệnh và luật lệ mà Môi-se truyền cho dân Israel khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô ở bên kia sông Giô-đanh, trong trũng đối ngang Bết-phê-o tại xứ Si-hôn vua dân Ô-mô-rít ở Hết-bôn mà Môi-se và dân Israel đánh bại khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Dân Israel chiếm xứ người luôn với xứ Ốc vua Ba-san, là hai vua dân Amorit ở tại bên kia sông Giô-đanh về hướng mặt trời mọc từ Aroe trên bờ khe Ạc-nôn
cho đến núi Sirion, nghĩa là Hẹt Môn, và toàn đồng bằng bên kia sông Giô-đanh về phía đông, cho đến biển của đồng bằng dưới triền núi Phích-ga. Chương 5. Vậy Môi-se gọi cả Israel mà nói rằng: Hỡi Israel, hãy nghe những luật lệ và mạng lệnh mà ngày nay ta rao truyền nơi lỗ tai các ngươi. Các ngươi phải học tập và cẩn thận làm theo những điều đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta có lập giao ước cùng chúng ta tại Hô-rép. Chẳng phải cùng tổ phụ chúng ta mà Đức Giê-hô-va đã lập giao ước này đâu, nhưng cùng hết thảy chúng ta hiện ngày nay còn sống đây. Đức Giê-hô-va tại trên núi từ giữa lửa đã đối diện phán cùng các ngươi. Đang lúc đó, ta đứng giữa Đức Giê-hô-va và các ngươi, đặng truyền lại lời của Ngài cho các ngươi, vì các ngươi sợ lửa không lên trên núi. Ngài phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc ở nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ, phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến 1000 đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va không cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái của ngươi, hoặc bò lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ai Cập, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình, ngươi chớ tham vợ của kẻ lân cận mình, chớ tham nhà của người hoặc ruộng, tôi trai tớ gái, bò lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Tại trên núi, giữa lửa, mây và sự tối tăm, Đức Giê-hô-va có dùng tiếng lớn phán những lời này cho cả hội các ngươi. Ngài không thêm chi hết. Đoạn, Ngài ghi các lời đó trên 2 bảng đá và trao cho ta. Và trong khi cả núi phát lửa, các ngươi vừa nghe tiếng từ giữa nơi tối tăm phán ra, thì những quan trưởng của các chi phái và những trưởng lão các ngươi đến gần ta mà nói rằng: Kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã tỏ ra sự vinh hiển và sự oai nghiêm Ngài cho chúng tôi, và chúng tôi có nghe tiếng Ngài từ giữa lửa phán ra. Ngày nay chúng tôi thấy rằng Đức Chúa Trời có phán cùng loài người, và loài người vẫn còn sống. Nhưng bây giờ, cớ sao chúng tôi phải chết? Vì đám lửa lớn này sẽ tiêu diệt chúng tôi hết. Ví bằng chúng tôi còn có nghe tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, thì chúng tôi phải chết. Vì trong loài người, có ai đã nghe tiếng của Đức Chúa Trời sinh hoạt từ giữa lửa phán ra như chúng tôi mà vẫn còn sống? Vậy ông hãy đi đến gần, nghe mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ phán, rồi hãy truyền lại cho chúng tôi mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ phán cho ông, thì chúng tôi sẽ nghe và làm theo. Đang khi các ngươi bàn cùng ta, Đức Giê-hô-va nghe những lời của các ngươi nên phán cùng ta rằng: Ta có nghe những lời dân này bàn cùng ngươi, chúng nó nói như vậy lấy làm thậm phải. Ồ, chớ chi dân này thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời. Hãy đi nói cùng dân sự rằng: Khá trở về trại mình, còn ngươi hãy ở lại đây với ta. Ta sẽ truyền các điều răn, luật lệ và mạng lệnh mà ngươi sẽ dạy lại cho, để chúng nó làm theo các điều đó trong xứ ta sẽ ban cho họ nhận lấy. Vậy
các ngươi khác cẩn thận làm theo, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn các ngươi, chớ xây qua bên hữu hoặc qua bên tả. Các ngươi khá đi theo trọn đường mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho, để các ngươi được sống, hưởng phước và ở lâu dài trong xứ mà mình sẽ nhận được. Thi Thiên 58. Hỡi các con trai loài người, các ngươi làm thinh há công bình sao? Các ngươi há xét đoán ngay thẳng ư? Không, thật trong lòng các ngươi phạm sự gian ác. Tại trong xứ, các ngươi cân nhắc sự hung bạo của tay các ngươi. Kẻ ác bị sai lầm từ trong tử cung, chúng nó nói dối lầm lạc từ khi mới lọt lòng mẹ. Nọc độc chúng nó khác nào nọc độc con rắn. Chúng nó tợ như rắn hổ mang điếc, lấp tai lại, chẳng nghe tiếng thầy dụ nó, dẫu dụ nó giỏi đến ngần nào. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy bẻ răng trong miệng chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy gãi nanh của các sư tử tơ. Nguyện chúng nó tan ra như nước chảy. Khi người nhắm tên mình, nguyện tên đó dường như bị chặt đi. Nguyện chúng nó như con ốc tiêu mòn và mất đi, như thể một con sảo của người đàn bà không thấy mặt trời. Trước khi và các ngươi chưa nghe biết những gai, thì Ngài sẽ dùng trận trốt cất đem chúng nó đi, bất luận còn xanh hay cháy. Người công bình sẽ vui vẻ khi thấy sự báo thù, người sẽ rửa chân mình trong huyết kẻ ác. Người ta sẽ nói rằng, quả hẳn có phần thưởng cho kẻ công bình, quả hẳn có Đức Chúa Trời xét đoán trên đất. Chương 37. Sê-đê-kia con trai Yô-si-a trị vì thay cho Giê-cô-nia con trai Giê-hô-gia-kim, vì vua của Babylon là Nebuchadnezzar đã lập người lên làm vua đất Giu-đa. Nhưng vua cùng bầy tôi và dân sự trong đất đều không nghe những lời mà Đức Giê-hô-va đã phán bởi miệng tiên tri Giê-rê-mi. Vua Sê-đê-kia sai Giê-hu-can con trai Sê-lê-mia và Sô-phô-ni con trai thầy tế lễ Ma-a-sê-gia đến cùng tiên tri Giê-rê-mi mà nói rằng: xin vì chúng tôi cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Bây giờ Giê-rê-mi còn đang đi lại trong dân sự chưa bị bỏ tù. Đạo binh của Pha-ra-ôn đã ra từ Ê-díp-tô. Những người canh đê đang vây thành Giê-ru-sa-lem nghe tin đó thì mở vây khỏi thành ấy. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cho tiên tri Giê-rê-mi rằng: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: các ngươi khá tâu cùng vua Giu-đa là người đã sai các ngươi đến hỏi ta rằng: này, đạo binh của Pha-ra-ôn đã ra cứu các ngươi, thì sẽ lui về đất mình, tức trong Ê-díp-tô. Những người canh đê sẽ trở lại đánh thành này, chiếm lấy và dùng lửa đốt đi. Đức Giê-hô-va phán như vậy: các ngươi chớ tự dối mình mà rằng người canh đê chắc sẽ đi khỏi chúng ta, vì chúng nó sẽ không rời khỏi đâu. Dầu các ngươi đánh cả đạo binh của người canh đê đến đánh trận nghịch cùng các ngươi, trong chúng nó chỉ còn lại những kẻ bị thương tích, nhưng ai nấy cũng sẽ từ trong trại mình dấy lên mà dùng lửa đốt thành này. Khi đạo binh người canh đê mở vây khỏi thành Jerusalem vì sợ đạo binh Pharaon, thì Giê-rê-mi ra khỏi Jerusalem đặng đi trong đất Benjamin để nhận phần của mình giữa dân đó. Nhưng lúc đến cửa Benjamin thì có người đốc canh tên là Gireya, con trai Sê-lê-mia cháu Hanani ở đó. Tên này bắt tiên tri Giê-rê-mi mà rằng: ngươi là kẻ hàng đầu người canh đê. Giê-rê-mi đáp rằng: nói bướng, ta không hàng đầu người canh đê đâu. Nhưng Gireya không nghe, cứ bắt Giê-rê-mi mà dắt đến trước mặt các quan trưởng. Các quan trưởng giận Giê-rê-mi, bèn đánh đòn và giam trong nhà thơ ký Jonathan, vì người ta lấy nhà đó làm cái ngục. Giê-rê-mi bị bỏ trong ngục trong buồng tối như vậy, và người ở đó lâu ngày. Đoạn, vua Sê-đê-kia sai đem Giê-rê-mi ra và hỏi kín người tại trong cung mình rằng: Đức Giê-hô-va có phán lời gì chăng? Giê-rê-mi thưa: có. Đoạn tiếp rằng: vua sẽ bị nộp trong tay vua Babylon. Kế đó, Giê-rê-mi nói cùng vua Sê-đê-kia rằng: tôi có phạm tội gì nghịch cùng vua, bầy tôi của vua và dân này mà bỏ tù tôi? Các tiên tri đã nói tiên tri rằng
vua Babylon sẽ không đến đánh các ngươi, đánh đất này, thì nay ở đâu? Bây giờ, hỡi vua chúa tôi xin hãy nghe, mong rằng lời cầu xin của tôi được vua nhận lấy. Xin chớ giao tôi lại trong nhà thơ ký Jonathan, kẻo tôi sẽ chết tại đó. Vua Sê-đê-kia bèn truyền giữ Giê-rê-mi trong nơi hành lang lính canh, mỗi ngày phát cho một chiếc bánh của phố hàng bánh, cho đến chừng bánh trong thành hết trơn. Giê-rê-mi ở trong hành lang lính canh là như vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.